Xin chào các người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Theo anh mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tạo hội nhóm ở trên ứng dụng là Telegram nhé mọi người nhé. Để chúng ta có thể là thảo luận bạn bè hội nhóm của chúng ta ở trên ứng dụng Telegram này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng Telegram như của mình như này. Và hiện tại là cái ứng dụng Telegram của mình nó đã có phiên bản tiếng Việt, mình đã cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho ứng dụng Telegram này nhé mọi người nhé. Còn nếu mà như bạn nào mà chưa cài đặt được tiếng Việt cho ứng dụng Telegram thì mình sẽ để cái link video hướng dẫn mọi người cách để chúng ta có thể là cài đặt tiếng Việt như của mình ở dưới phần mô tả của video này. Mọi người có thể là kích vào để chúng ta có thể là tham khảo nhé mọi người nhé. Đầu tiên trước khi vào ứng dụng Telegram như này rồi thì các bạn sẽ kích vào cái phần là ba gạch ở trên góc trái màn hình nhé mọi người nhé. Rồi lúc này nó sẽ có phần là nhóm mới thì các bạn sẽ kích vào phần là nhóm mới cho mình để chúng ta tạo nhóm nhé. Rồi lúc này nó sẽ ra tất cả những người bạn bè của chúng ta Các bạn có thể là chọn bạn bè để chúng ta thêm vào nhóm nhé Và mọi người lưu ý cái nhóm của chúng ta tối đa được 200.000 người nhé mọi người nhé Rồi ở đây thì mình sẽ chọn một vài bạn để mình sẽ thêm vào cái nhóm mới nhé mọi người nhé Đây mình sẽ chọn vào hai anh của mình này OK, sau khi mình uh, chọn uh, được hai người rồi, thì mình sẽ kích vào phần uh, mũi tên nhé mọi người nhé. Rồi lúc này các bạn có thể là đặt cái tên nhóm uh, Telegram của các bạn nhé. Ở đây mình uh, ví dụ như mình đặt là uh, Alo này. Rồi các bạn có thể là chọn cho mình cái hình ảnh đại diện của nhóm nhé. Các bạn có thể là chọn hình ảnh ở trên điện thoại này hoặc là kích vào sử dụng biểu tượng cảm xúc nhé. Rồi mình sẽ chọn một cái hình ảnh bất kỳ này rồi mình sẽ kích vào phần là đặt ảnh nhóm nhé đó cái phần tin nhắn tự động xóa thì các bạn cũng có thể là bật lên ở đây thì mình đang tắt này mình sẽ bật lên nhé tự động xóa tin nhắn này các bạn có thể là chọn một ngày này một tuần này và một tháng nhé mọi người nhé à, và chúng ta có thể là đặt thời gian tùy chỉnh được ở đây thì mình sẽ đặt là một ngày nhé có nghĩa là khi mà cái tin nhắn ở trên nhóm của các bạn nó tồn tại qua 24 giờ thì nó sẽ tự động xóa nhé và dưới này là những thành viên để chúng ta có thể là thêm vào nhóm này sau đó mình sẽ tích vào dấu V nhé đó vậy là mình đã tạo được nhóm rồi nhé mọi người nhé bây giờ mình sẽ nhắn tin thử này đó thì tất cả những thành viên ở trong nhóm này sẽ đọc được cái tin nhắn của mình nhé mình sẽ thoát ra này đó, đây, đây là cái nhóm của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tạo nhóm ở trên cái ứng dụng là Telegram. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích cho mình hôm nay đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình.